các bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng không phép tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đã kéo theo hệ lụy về vấn đề hoạt động của các xe quá khổ, quá tải, một lần nữa đang tiếp tục cày xới tuyến đê thuộc địa phận huyện này. Có mặt nhiều ngày tại khu vực này, phóng viên đã ghi nhận được hàng loạt xe tải ngày đêm ngang nhiên chuyên chở vật liệu xây dựng quá khổ, quá tải, hiên ngang di chuyển trên các tuyến đê sông Hồng ở đây. Khói bụi mù mịt, cát rơi khắp mặt đê khiến ai đi qua đây cũng phải bịt kín mặt. Trước đó, năm 2015, nhiều cơ quan báo chí đã phản ánh về tình trạng xe quá khổ, quá tải, lộng hành khiến tuyến đường đê này xuống cấp nghiêm trọng. Sau đó tới năm 2016, tuyến đê dài 6,7 km đã được thảm lại bằng nhựa asphalt sạch đẹp hơn. Được biết, thời gian mới được thảm lại bằng nhựa, nhiều cơ quan chức năng đã ra quân xử lý tình trạng các xe quá tải hoạt động ở đây, cũng như việc cấm các bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng hoạt động. Nhưng không hiểu sao tới nay, các bến bãi này lại ngang nhiên tiếp tục hoạt động, kéo theo đó là hàng loạt xe quá khổ, quá tải, lộng hành, khiến cho tuyến đường đê này lại trở lên bụi mù mịt như thế này. Tải chở cát thì người nó chạy cũng khá nhiều vậy. Không chỉ hoạt động trên các tuyến đê mà các xe này cũng vô tư chạy vào tất cả các ngõ ngách của huyện này. Để tìm hiểu rõ hơn về quá trình tuần tra xử lý các xe quá khổ, quá tải hoạt động trên địa bàn như thế nào, phóng viên đã liên hệ làm việc với đội thanh tra giao thông vận tải huyện Đan Phượng, nhưng ông này liên tục đá bóng trách nhiệm cho công an và nói bận họp. Dư luận đặt ra nghi vấn có hay không việc đá bóng trách nhiệm làm ngơ cho các xe quá khổ, quá tải hoạt động ở đây. Qua đây đề nghị các cơ quan như thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Công an huyện Đan Phượng, đội cảnh sát giao thông số 9 sớm vào cuộc, phối hợp xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên, không để tuyến đê này một lần nữa bị các xe tải phá nát như trước đây.